Vừa rồi là chúng ta đã giải thích về tầng thứ của các đối tượng ở trong cái cửa sổ làm việc của Corel. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen tiếp với một khái niệm nữa là chúng ta gióng hàng các đối tượng. Để gióng hàng các đối tượng thì để làm gì? Rõ ràng là chúng ta sắp xếp các đối tượng với nhau. Sắp xếp thì có thể là kéo nó vào, đặt chung một nhóm, rồi chúng ta có thể đưa lên đưa xuống, và đôi khi chúng ta sẽ bắt thằng này thẳng hàng với thằng kia bằng lề trái, bằng lề phải, bằng trên, bằng dưới, vân vân. Thì thao tác đấy là những thao tác mà chúng ta sẽ phải làm rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm như thế này. Tôi có mấy cái đối tượng như sau: một đối tượng, hai đối tượng, ba đối tượng. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem. Một thằng đỏ này, một thằng vàng này, một thằng xanh này. Ok. Bây giờ nó nằm ở vị trí như thế này, và chúng ta muốn là chúng nó sắp xếp với nhau theo sự chỉ đạo của chúng ta. Ví dụ như thẳng lề bên trái, thẳng lề bên phải, bằng đỉnh, bằng đáy, thẳng trục giữa, thẳng trục ngang, vân vân. Đấy là những thao tác mà chúng ta sẽ phải làm rất là nhiều trong cái quá trình mà thiết kế. Thế thì bây giờ chúng ta chọn các đối tượng. Thì để gióng hàng các đối tượng thì các bạn sẽ phải chọn ít nhất là hai đối tượng thì chúng ta mới có thể sắp xếp các đối tượng được với nhau. Lấy cái hình tượng về xếp hàng đi. Đó. Các bạn học phổ thông thì các bạn bao giờ có cái giờ chào cờ đầu tuần đấy, và cái khẩu lệnh của chúng ta là trước khi mà gióng hàng là gì đấy, nhìn trước thẳng, thì cứ thằng đằng sau thì nhìn thằng đằng trước mà xếp hàng thẳng theo thằng đó. Thế thì thằng đầu hàng sẽ là thằng đứng im, chả có nhìn thằng nào cả, nó đứng im để cho tất cả những thằng phía sau nó nhìn theo nó để sắp hàng theo nó. Thế thì ở trong cái thao tác mà sắp xếp này thì chúng ta cũng sẽ có cái khẩu lệnh dạng như thế, sẽ có một thằng đứng im để lấy bên trái hay bên phải hay giữa của nó, hay là trên đỉnh hay dưới đáy của nó, để cho những thằng kia sắp hàng theo. Thế và bây giờ chúng ta sẽ chọn từ hai thằng trở lên. Bây giờ có ba đối tượng, chúng ta chọn cả ba đi, chúng ta thử xem lệnh nó như thế nào. Chính tắc thì chúng ta sẽ vào như sau: vào menu object. Trong menu object này các bạn tìm tới lệnh align and distribute. Sau khi nhấn lệnh thì các bạn sẽ thấy menu con mở ra, các bạn sẽ thấy một loạt các lệnh: align left giống hàng trái, align right giống hàng phải, align top giống hàng đỉnh, align bottom giống hàng đáy, align center horizontally giống hàng theo trục ngang giữa, align center vertically giống hàng theo trục giữa thẳng. Thế bây giờ các phím tắt thì các bạn nhìn thấy rất là dễ, chúng ta nhớ rất là nhanh nếu mà nhớ các từ trái phải, đúng không? Right là phải thì là R, left là trái là L, đúng không? Top là đỉnh là T, bottom là B. Và cần phân biệt hai cái này thôi, tại vì chúng ta có hai cái center, một cái là center theo chiều đứng và một cái là center theo chiều ngang. Thì thằng center theo chiều đứng thì nó giành lấy cái chữ C rồi, do đó thì thằng center thứ hai nó buộc phải lấy cái ký tự thứ hai ở trong đó là gì đấy, chữ E sau chữ C ở trong chữ center. Thế bây giờ tôi gióng hàng này, gióng hàng trái này L, left. Đó, thì chúng ta thấy rằng là bây giờ chúng nó đang thẳng hàng hết về bên trái. Bây giờ tôi lại R, right, thẳng hàng hết ở bên phải, đúng không? Bây giờ T, à, bằng đỉnh, B, bằng đáy, C, bằng theo trục giữa, theo chiều thẳng đứng, E, bằng tất cả theo trục giữa, theo chiều ngang. Thế thì như vậy là chúng ta đã gióng hàng được rồi, rất nhanh. Tuy nhiên sẽ có một khái niệm chúng ta cần phải lưu ý là thế thì thằng nào đứng yên trong số những thằng đó và tại sao nó đứng yên. Nào, bây giờ Ctrl Z giả hết về trạng thái gốc ban đầu. Bây giờ tôi chọn tất cả, đúng không? Nào, làm lại left. Vậy thì tôi thấy là thằng đỏ đứng yên và tất cả các thằng khác chạy theo nó. Thế lý do tại sao thằng đỏ đứng yên, thằng đỏ khác với bọn kia như thế nào? Vì nó đỏ hay vì nó to? Thì đều không phải vì lý do đó. Nó cũng không phải là do điên. Bây giờ tôi làm lại nhá. Bây giờ tôi để thằng đỏ này sang bên cạnh phải nhá. Thằng này bên cạnh trái nhá. Thằng này vào giữa.
Ok, bây giờ tôi lại chọn lại và tôi lại nhấn left này. Nó vẫn chạy theo hàng đỏ. Thế có nghĩa là cái việc mà nó nằm ở bên trái hơn hay nằm bên phải hơn không có lý giải chuyện đó. Không phải vì thằng đỏ nó nằm ở bên trái mà tất cả bọn kia chạy theo cạnh trái của nó. Đây là lý do khác. Đó. À, đối tượng đứng đầu. À rồi, chúng ta xem thử đúng không? Có đúng là nó đứng đầu không? Đúng rồi. Nó là thằng dưới cùng, nó là thằng phát sinh ra đầu tiên. Và thằng đầu tiên thì bao giờ cũng là thằng đứng im. Đó. Nó là thằng sinh ra trước nhất. Cho nên là càng các thằng còn lại phải theo nó. Tuy nhiên bây giờ chúng ta lưu ý lại cách chọn. Vừa rồi là chúng ta làm theo cái phong cách là gì đây ạ? Tôi vẽ ra một mắc kỳ bằng cách là bấm vào cái vùng trống như này và giữ chuột, tôi vẽ ra một vùng chọn để chọn tất. Như thế là có chọn trước chọn sau không ạ? Không hề có thằng nào được chọn trước, thằng nào chọn sau. Khi tất cả cùng được chọn một lần thì cái thằng nào là thằng tầng thứ thấp nhất, hay là nói cách khác là thằng nào mà được sinh ra sớm nhất trong số những thằng đã được chọn đó, thì thằng đó sẽ được quyền đứng yên mà những thằng sinh ra sau nó phải theo nó. Tuy nhiên bây giờ tôi thử nghiệm lại. Vừa nãy là chúng ta không phân biệt thứ tự trước sau trong cái thao tác chọn. Bây giờ tôi đảo lại thứ tự, chọn có trước có sau thì nó sẽ dẫn đến cái gì? Ví dụ chọn đỏ này, giữ ship, chọn tiếp vàng này, giữ ship, chọn tiếp xanh. Như vậy là thằng đỏ chọn đầu tiên, thằng vàng chọn giữa và thằng xanh chọn sau cùng. Bây giờ tôi lại nhấn left. Chúng ta thấy điều gì ạ? Thằng xanh đứng im và tất cả các thằng còn lại chạy theo nó. Như vậy là rất khác rồi đúng không? Khi tôi chọn tất cả không phân biệt trước sau thì thằng đỏ là thằng ghim và thằng xanh thằng vàng chạy theo nó. Nhưng khi tôi chọn có thứ tự trước sau rõ ràng và thằng xanh là thằng được chọn sau cùng thì thằng xanh là thằng đứng ghim. Thử lại nhá. Bây giờ tôi chọn thằng đỏ này, giữ ship chọn thằng xanh này, giữ ship chọn thằng vàng, và bây giờ tôi nhấn left thì thằng vàng đứng im. Như vậy là chúng ta có hai cái giá trị khác nhau, hai cách thao tác khác nhau. Khi không xác định được ông nào là ông được chọn trước thì cứ ông nào mà sinh ra trước sẽ đứng im. Còn nếu mà chọn có thứ tự trước sau, thằng nào là thằng chọn cuối cùng trong số những đối tượng được chọn, thằng đấy được quyền đứng im và bọn kia phải chạy theo nó. Đấy thì chúng ta sẽ xác nhận được. Lệnh thì rất dễ rồi, rất dễ nhớ. Nhưng mà chúng ta phải xác nhận là chọn theo cách nào thì lúc đó nó mới xác nhận được là đối tượng nào là đối tượng đứng im. Thế ngoài ra thì còn có mấy cái tương đối đặc biệt như thế này nữa. Ở trong menu object, ngoài cái lệnh mà chúng ta vừa nói thì nó còn có ba cái lệnh phía sau này. Đó là lệnh center to page, center to page horizontally và center to page vertically. Tất nhiên là bây giờ nó không khả dụng tại vì chưa có đối tượng nào được chọn. Đó, và bây giờ tôi chọn một đối tượng. Riêng cái này thì các bạn sẽ thấy rằng là lệnh này khả dụng ngay khi mà chúng ta chọn một đối tượng. Đấy. Đây. Center to page. Phím tắt là P. Bất kể cái thằng này đang được xếp ở vị trí nào, tôi cứ nhấn P một cái là lập tức nó chạy về, nó về đúng tầm, đúng dọc, đúng ngang giữa trang luôn, bất kể là nó nằm ở đâu. Thế còn các lệnh khác thì sao? Các lệnh khác là center to page horizontally. Này, bây giờ tôi vứt nó ở một vị trí trơ lơ như thế này. Đấy. Nó ở bất kỳ đâu nó cũng sẽ dịch về đúng trục giữa thẳng của trang giấy. Thế còn lệnh cuối cùng này ở trong nhóm đó, đó là lệnh center to page vertically, thì nó ở bất cứ đâu tôi không biết, hoặc là nó sẽ chạy từ trên xuống hoặc là nó chạy từ dưới lên cho tới khi nào cái tâm ngang của nó trùng với tâm ngang của trang giấy thì nó dừng lại. Thế đấy là gióng hàng các đối tượng. Tuy nhiên chúng ta còn thấy là có một phần này nữa. Tại vì đây là một lệnh kép. Align, align là cái mà chúng ta vừa mới nói là gióng hàng. Còn phần thứ hai là phần distributor, phân bổ các đối tượng. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem là phân bổ các đối tượng như thế nào nhé.
Bây giờ tôi thu nhỏ bớt cái này lại để cho nó dễ nhìn hơn một tí. Chúng ta sẽ có ba đối tượng được sắp xếp thế này. Bây giờ tôi chọn cái lệnh là distributor. Các bạn có thể vào đây và align and distributor, và sau đó thì các bạn chọn lệnh align distributor ở đây, control shift arm, hoặc các bạn cũng có thể bấm vào đây biểu tượng của nó đây. Thì nó sẽ mở ra các bạn lệnh ở đây, cách nào cũng được. Thế thì distributor này nó sẽ cho chúng ta làm cái gì? Nó sẽ cho phép các bạn là chia khoảng cách giữa các đối tượng. Ví dụ đây là align này, còn đây là distributor này, thì chúng ta sẽ có là gì đây? Lề trái. Ví dụ như này, bấm vào đây, chúng ta sẽ có cái gì? Từ lề trái của thằng đỏ tới lề trái của thằng vàng thì sẽ bằng từ lề trái của thằng vàng tới lề trái của thằng xanh. Đây, khoảng cách đây cũng bằng khoảng cách đây. Tiếp nữa, nếu như mà chúng ta chọn cái này center thì nó sẽ lại nằm ở vị trí này. Từ điểm giữa của thằng đỏ tới điểm giữa của thằng vàng sẽ bằng từ điểm giữa của thằng vàng tới điểm giữa của thằng xanh. Đây, bây giờ chúng ta thử cái này, chọn này. Đấy. Rồi sau đó thì cạnh phải. Và cuối cùng thì chúng ta còn có thêm một cái nữa là khoảng cách giữa cái thằng nọ với khoảng cách thằng kia. Đây, bây giờ chúng ta thử chọn nha. Đây. Như này thì chúng ta sẽ có diễn giải như sau. Lúc này thì khoảng cách từ đây đến đây và khoảng cách từ đây đến đây là bằng nhau. Đấy. Cũng tương tự như thế, đây là trục dọc và trục ngang nó cũng sẽ có như thế. Từ đỉnh đến đỉnh bằng từ đỉnh đến đỉnh. Từ giữa đến giữa bằng từ giữa đến giữa. Và từ đáy đến đáy bằng từ đáy đến đáy. Và ngoài ra còn có thêm một cái là gì đấy? Từ đáy của thằng nọ đến đỉnh của thằng kia thì lại bằng gì đấy? Từ đáy của thằng nọ đến đỉnh của thằng tiếp theo nữa. Đây, bây giờ chúng ta chọn ví dụ này, thì lúc này thằng này di dịch để làm sao khoảng cách từ đây đến đây sẽ bằng gì đấy, từ đây đấy, thì chúng ta sẽ có một vài lệnh đó. Thì đây là những cái lệnh để giúp cho chúng ta có thể là phân bổ các đối tượng hoặc là giống hàng các đối tượng làm sao cho nó theo thứ tự, theo quy tắc. Thế thì đến đây thì chúng ta sẽ làm được một số việc rồi. Tuy nhiên các đối tượng này nó vẫn rời rạc với nhau, đúng không? Vẫn là sắp hàng các đối tượng rời rạc thôi. Và bây giờ chúng ta mới làm việc với một cái lệnh, nhóm lệnh, để cho mọi thứ nó trở nên phức tạp hơn, diễn giải nhiều thứ hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen tiếp theo với các lệnh cắt hàng các đối tượng.